Trịnh Thăng Bình, tên thật trong khai sinh là gì? Nó học chung lớp với em. Ôi trả lời hết giờ, trả lời đi. Sao vậy? Trịnh Thăng Bình luôn. Chính xác. Thì câu đó là em cũng nghĩ được. Nhưng mà chưa em với Bình thân không? Thân lắm. Thân cỡ nào? Thân cỡ nào? Nói chung là thân như cái chữ thân vậy đó. Ừ, không, vậy cái vậy chữ vậy thân. Nói chung là thân dạy như anh Đức vậy đó. Rồi, câu hỏi. Quả đồ thị 3, 2, 1. C. Thắng quyết định. Thắng quyết định, chị em biết cái quyết định của chị là gì rồi đó. Lên, bậy ơi, lên, bậy ơi, bậy ơi. Đi vô. Ra ngoài kia cũng vậy à. Dạ, dạ, dạ. Chúng ta cùng Lê Dương Bảo Lâm nhanh như chớp. Sau khi điện thoại bị rơi xuống nước, việc đầu tiên nên làm là gì? Lụm lên. Chính xác. Hay quá. Số tự nhiên lớn nhất là số bao nhiêu? Số tự nhiên hả? Số 10. 10. Không, chính xác. Một con số rồi cưng. Đức trả lời. Không có số tự nhiên lớn nhất. Chính xác. Hay. 500 cú hút dính được vàng nguyên chất hay không? Không hút được. Exactly, chính xác. 500 gì, 500 gì. Hay quá mọi người ơi. Nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình, tên thật trong khai sinh là gì? Trời đất ơi. Cái gì kìa? Trịnh Kim Chi. Trịnh Kim Chi. Gì em không biết. Tên trong khai sinh là Trịnh Thăng Bình. Trịnh Thăng Bình. Vậy đố chi vậy? Thần gì không thể thiếu ở bên trong con người? Thần kinh còn là thần thái. Trả lời một trong hai. Thần kinh. Chính xác. Wow. Thần thái được không anh? Thần thái là bên ngoài, thần thái là cái thể hiện ra cho mọi người thấy. Cái này chắc em không biết đâu. Đơn vị inch của TV được đo theo chiều dọc hay chiều ngang của TV? Inch hả? 21 inch là 18 inch được không? Đúng, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. À, này là gì, kêu là gì? Chiều ngang. Chiều ngang. Ngang hả? Chiều ngang. Không, chính xác. Đó là đường chéo. Đúng rồi. Không, bà dạ tin chắc là không biết mấy cái này đâu. Nhưng mà, nhưng mà dạ biết Trịnh Thanh Bình. Biết không? Trời ơi, đâu anh ơi. Con đâu biết, con đâu biết. Ngày bỏ đi. Dạ. Bắt đầu. Trinh nữ thẹn thùng còn là tên gọi của cây gì? Quá dễ. Trinh, ở dưới nhà mình nhiều lắm. Trinh nữ thẹn thùng, cây mắc cỡ. Chính xác. Cái đặc điểm của nó là gì mà người ta gọi là trinh nữ thẹn thùng? Dạ, mình đụng chứ. Ủa, cái cây nó phát ra âm thanh hả? Nó teo lại, nó túm lại. Trời ơi, đầu tiên biết luôn á. Tức là khi mình đụng thì cái lá nó xếp lại. Xếp lại. Các bạn nhìn nè. Cô giáo dạy môn toán ở trường cấp 2 có một người con trai tên là Lý và một người con gái tên là Hóa. Hỏi tên của cô là gì? Gì mà xàm vậy? Gì cô toán? Nè, cô giáo dạy môn toán ở trường cấp 2 có một người con trai tên Lý và một người con gái tên Hóa. Hỏi cô tên là gì? Dễ quá mà. Đúng rồi. Mẹo. À, cô A. Không, chính xác. Khối A đó, khối A tối đi quá. Bảo tên gì cũng được. Cô bây giáo. Giờ nghe kỹ lại nè. Ừ. Cô giáo. Cô giáo. Cô giáo luôn. Đúng, cô tên rồi. Là giáo. Cô tên giáo, giáo hả? À? Cô tên giáo. Tên giáo mà làm cô giáo luôn. Cô giáo luôn. Rồi, tiếp tục. Người xưa có câu nam tu nữ nhủ. Tu ở đây có nghĩa là gì? Nam tu hả? Tu là cái gì? À, là nam tu là cái tính, cái tính. Không, chính xác. Sai. Anh Đức biết hả? Nam tu nữ nhủ, tức là cái câu để phân biệt giữa đàn ông và đàn bà. Đàn bà. Đúng rồi. Tu là gì? Tu là râu á. Tu là râu hả? Sao là nam ria nữ nhủ? Nam ria nữ nhủ. Nam tu. Anh Nhật nghe từ gì anh Nhật? Nam tu nữ nhủ để từ Hạng Việt. Đúng. Hồ nào trong truyền thuyết mà ai thấy cũng sợ? Hồ gì trong truyền thuyết mà ai cũng sợ? Hồ Ly Tinh. Hồ Ly Tinh. Chính xác. Thái Lan, Nhật Bản, Đan Mạch, nước nào hiện nay không còn tồn tại chế độ hoàng gia? Đan Mạch. Không, chính xác. Đức biết trả lời. Cả ba nước đều còn chế độ hoàng gia mà. Chính xác. Anh Đức giỏi ghê. Hình gì vừa có dương lại vừa có âm? Quá dễ. Hình bát quái. Chính xác. Trong bóng đá, khi trọng tài không được phép điều khiển nào đó nữa, người ta gọi là gì? Nghỉ chơi.
Nghỉ chơi. Em nghỉ chơi á, em không dạ, chơi thì em, dạ. Em phải dừng lại và nghỉ chơi. Lê Dương Bảo Lâm dù rất cố gắng nhưng không có sự liên tiếp về đáp án chính xác. Chỉ có một lần trong xuống, lên xuống, một đáp án. Khó, này khó quá, này khó quá luôn á. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Lâm Dĩ Dạ. Chính xác. Lâm đã vượt qua được câu số 1. Không có một. Lên đừng có lần xuống, lên xuống, lên xuống. Lên. Lâm Dĩ Dạ đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Sau khi điện thoại bị rơi xuống nước, việc đầu tiên nên làm cái gì? Lượm lên. Chính xác. Đó, mình làm như vậy là ok rồi dạ. Số tự nhiên lớn nhất là số bao nhiêu? Không có số tự nhiên nào lớn nhất hết. Chính xác. Tại vì số tự nhiên là vô hạn. Vô cực, đúng rồi, số vô cực. 500 có hút dính được vàng nguyên chất hay không? Vàng nguyên chất. Đúng rồi. Không, không. Chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Năm ca sĩ Trịnh Thăng Bình, tên thật trong khai sinh là gì? Nó học chung lớp với em. Ê, ôi, trả lời hết giờ, trả lời đi. Sao vậy? Trịnh Thăng Bình luôn. Chính xác. Cái câu đó là em cũng nghĩ được. Nhưng mà chưa em với Bình thân không? Thân lắm. Thân cỡ nào? Thân cỡ nào? Nói chung là thân như cái chữ thân vậy đó. Ừ, à, vậy nè, cái vậy chữ nè. Thân. Nói chung là thân dạy như anh Đức vậy đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Thần gì không thể thiếu ở bên trong con người? Na 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 na. Cái gì vậy? Thần thái thần hả? Thần gì không thể thiếu bên trong con người mình? Thần kinh. Thần kinh. Chính xác. Trời ơi. Trời ơi. Dễ quá. Dễ quá. Trời ơi. Nói là có phải quan trọng nhất là thần thái không? Thần thái là cái toát ra bên ngoài. Bên trong mình mà. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Đơn vị inch của TV được đo theo chiều dọc hay chiều ngang của TV? Chiều ngang. Chiều ngang. Không chính xác. Inch là nó dọc xéo. Tiếp đi chị, tiếp đi chị, tiếp đi chị. Dọc xéo đó. Vậy là inch là dọc xéo hả chị? Chiều xéo chứ không phải là dọc xéo. Chiều xéo. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trinh nữ Thịnh Thùng còn là tên gọi của cây gì? Của cây mắc cỡ. Chính xác. Ủa sao hỏi cái gì nữa? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cô giáo dạy môn toán ở trường cấp 2 có một người con trai tên Lý và một người con gái tên Hóa. Hỏi tên của cô là gì? Cô giáo dạy toán ở trường cấp 2 thì cổ muốn tên gì cổ tên chứ liên quan gì tới toán Lý Hóa đâu, đúng không? Không chính xác. Không, đúng rồi, dễ nghĩ theo cái hướng đó. Cô giáo. Cô giáo. Cô giáo. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Người xưa có câu năm tu nữ nhũ. Tu ở đây nghĩa là gì? Râu. Râu. Chính xác. Hồ nào trong truyền thuyết mà ai cũng thấy sợ? Ai biết cái hồ gì ta? Cái hồ gì trong truyền thuyết mà ai cũng sợ ta? Hồ Bán Nguyệt. Không phải. Hồ Xuân Hương. Hồ gì không biết? Trả lời đại thôi chị ơi. Trả lời đại. Trả lời đại. Hồ hồ con rùa. Hồ con rùa. Không chính xác. Hồ gì chị? Hồ ly. Hồ ly. Đúng rồi. Trời ơi. Hồ ly tình á. Tại em không có sợ con đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Thái Lan, Nhật Bản, Đan Mạch, nước nào hiện nay không còn tồn tại chế độ hoàng gia? Thái Lan, Nhật Bản, Đan Mạch. Đan Mạch. Hồ tự nhiên là Thái Lan. Không chính xác. Cả ba nước đều có vua. Câu hỏi tiếp theo. Hình gì vừa có dương lại vừa có âm? Hình bát quái. Chính xác. Trong bóng đá, khi trọng tài không được phép điều khiển trận đấu nữa, người ta gọi là gì? Cái gì chị? Trong bóng đá, khi trọng tài không được phép điều khiển trận đấu nữa thì... Chính xác. Vâng, hết giờ. Như vậy là Lâm Bị Dạ đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu.